Mình xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh xây dựng của mình nhé. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ giới thiệu đến tất cả anh em bộ sản phẩm ống pha chị cũng như là bài Huế bên mình cung cấp. Thì những anh em nào đã thường xuyên theo dõi kênh của mình thì cũng đã biết đến sản phẩm này từ rất lâu, nhưng mà bây giờ mình giới thiệu lại cho tất cả những anh em nào mới vào xem kênh thì có thể biết và mua về sử dụng trong công việc đắp phao chị cho nó dễ dàng hơn nhé. Thì mình sẽ giới thiệu sơ lược qua lại cái bộ sản phẩm bên mình bán nhé. Thì loại vuông này là nó gồm 9 cây vuông, nó có 9 cây từ 2 đến 10 nhé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 là 9 cây vuông nha nhé. Đây, chính cái vuông này là độ dày anh em thích, độ dày cho ra chỉ bao nhiêu mình sẽ cắt bấy nhiêu. Anh em thích 1/2 mình cắt 1/2, 1/2 mình cắt 1/2, 2 phân, 2/2 và tối đa là 3 phân nha anh em. Bên mình thì có một tam giác này, thì cái nhỏ sẽ là 3 phân này, cái lớn sẽ là 5 phân nha anh em. Đây, cái này thì anh em dùng để hút chỉ móc nước, chị móc nước nha anh em, hoặc là chị trang trí chị trần, hoặc là chị đầu trụ thì rất là đẹp luôn. Đây, thì đặc biệt thì anh em sử dụng chị móc nước thì chị dùng hôm nay đẹp lắm nè. Ở đây thì có hai cái khuôn kép đây, chuyên dùng để làm phao hoặc là kéo ở sano. Thì mình sẽ cho ra khuôn kép 57 này á, thì giúp anh em làm phao mà phao dày 1/2 là dùng cái ống 57 này, chỉ lớn 5 phân, chỉ nhỏ 2 phân, tổng thể là 7 phân và độ dày của nó là 1/2 nhé. Đây, 1/2, tổng thể độ dày của chỉ là 2/4. Anh em có thể kéo phao với cái ống này cực kỳ nhanh luôn. Bên mình anh em nào mà đã sử dụng cái ống này là đã sử dụng kéo cái ống này rồi thì cực kỳ thích. Mình cũng vậy. Thì cái ống bên này là cái ống 68, chỉ này là 6 phân, chỉ bên này là 2 phân, tổng thể là 8 phân nhé. Và đặc biệt là cái ống này nó sẽ là dày 1/5, giúp cho anh em dùng kéo phao với độ dày 1/5 nhé. Thì anh em nào thích kéo phao 1/5 thì mua cái ống 68 này với phao rộng, còn anh em nào kéo phao nhỏ đôi dao 1/2 anh em kéo cái ống này thì cực kỳ nhanh luôn. Đây, còn sản phẩm bên mình thì anh em thích cắt bao nhiêu tiền em nhé. Ở đây thì bên mình này khuôn này là khuôn do 2 phân này. Đây này, cực kỳ sắc nét và cực kỳ thẳng nhanh đấy. Rồi thì sản phẩm bên mình bán ra thì bài Huế thì anh em quá quen thuộc với mình. Đối với những em đã xem kênh đã lâu thì là biết với sản phẩm này. Thì đây là bài đập liêng đến từ Huế nhé. Bài này được sử dụng bằng cảng tre nứa và đập liêng chiếc nhé. Bài này là thương hiệu số 1 tại Huế rồi em, không còn loại nào nó tốt hơn loại này nữa. Lấy nhiều cây khác cho em xem. Bộ này thì gồm từ 1 đến 9, nhưng bây giờ mình đã gửi hết rồi nè, còn lại vài cây sọc lại thì mình đem ra giới thiệu cho anh em thôi. Bộ này thì anh em có thể xem những video trước, bên mình có giới thiệu nguyên bộ anh em. Đây là bầy nhỏ, còn đây là bầy bầu này. Đây, bầy bầu thì còn sọc lại cây này nè. Bên mình có từng bán một bài lần, anh em nào mua thì vào Zalo mình sẽ gửi tất cả các một bài cho anh em xem. Đây là con cái bài tô, bài này bài tô ấy, xây và tô không chặt được gạch, nhưng mà nó bạn nó rất là rộng và dài, anh em xúc được rất là nhiều hô nhé, tô rất là dẻo. Đây, cây này mà đi tô là tuyệt vời luôn, sử dụng cảng tre, đặc điểm cảng tre nó rất là nhẹ nhé, nhẹ và không chúng ta mà rửa nhiều hoặc là ngâm nước nó không bị mục cái cảng này, nên em sử dụng rất là lâu, không bị hư hỏng cũng như là không bị lỏng cán.
À mà bên mình là bán sản phẩm rất là uy tín nha anh em. Anh em nào sai mà có vấn đề gì hoặc là xin thêm cảng bên mình vẫn có này. Đây cảng khách hàng nào cần thì mình vẫn gửi tặng anh em luôn. Cái này thì mình không tính tiền nhé. Đây, đối với anh em mua sản phẩm bên mình nhiều lần thì mình sẽ tặng anh em những sản phẩm như thế này. Hoặc là anh em nào dùng mà có vấn đề gì thì gửi lại mình sẽ bảo hành. Bấy mình sẽ bảo hành nhé. Hoặc là mình sẽ gửi cảng cho anh em để anh em từ trả vào làm tiếp. Đó. Hoặc là anh em nào không thích tự làm thì cũng có thể gửi lại mình sẽ làm cho anh em. Mình sẽ cho Loren người ta sẽ sửa lại cho anh em nhé. Đây anh em này, cái cảng này. Thì dụng cụ không thể thiếu trong việc làm pha chỉ đó là giấy bực mực. Thì anh em đã biết đây là bộ giấy bực mực thì cũng rất là rẻ thôi, giá chỉ bằng một cái ống pha chỉ mà nó kèm luôn cả mực anh em này. Đây nó kèm luôn bên mực. Anh em sử dụng thì đổ cái mực này vào cái gì đó rồi pha lỏng. Pha loãng ra rồi đổ vào cái nắp này nhá. Anh em đổ vào cái nắp này. Mở cái nắp và đổ vào nhá. Thì sử dụng ngay được luôn. Thì việc anh em sử dụng rất lâu năm sử dụng nhiều lần như là một thời gian khoảng vài năm thì sợi dây nó mòn, nó có bị đứt đi thì anh em có thể mở ra và thay lại dây khác nhé. Anh em mua dây dù hoặc dây gì cũng được, anh em cho vào và sử dụng bình thường. Nói chung là mua một lần anh em sử dụng mãi mãi nhé. Đây thì anh em nào mua sản phẩm bên mình á thì liên hệ với mình qua hai số điện thoại đã ghi màn hình, thì hai số điện thoại đó cũng là Zalo của mình luôn nhé. Anh em nào muốn tư vấn mua sản phẩm gì để sử dụng phù hợp cho đắp phao chỉ mà không bị thừa thải, như rằng anh em mua đáng nhiều mẫu chỉ này anh em không biết mình sẽ sử dụng cái mẫu nào nhiều nhất hoặc cái mẫu nào sử dụng phù hợp, thì anh em cứ liên hệ với mình sẽ tư vấn cụ thể nhé. Chứ anh em nào không biết mà mua về nhiều đôi khi không sử dụng thì cũng rất là lãng phí nhé. Đừng ngại và gọi đến số điện thoại của mình, hoặc anh em có thể nhắn tin cho mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nên sử dụng và mua những sản phẩm như thế nào về để làm những loại chỉ phù hợp ở mỗi vùng miền của anh em. Thì nhiều người ta vẫn có bán nhưng người ta sẽ khuyến khích anh em mua cả bộ, như vậy về rất là lãng phí. Đối với anh em nào làm công trình nhiều thì nên mua hết cả bộ, còn anh em nào ít sử dụng như làm thờ chẳng hạn thì anh em cũng mua khoảng tầm vài cái là đã sử dụng đủ rồi anh em, không cần nhất thiết phải mua hết đâu nhé. Rồi thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ghé và bỏ chút thời gian xem kênh ủng hộ mình. Thì anh em nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Mình sẽ chào nhé.